Còn bây giờ cái này mình chúng ta đi phun thì hơi bị vất vả, đây là máy nha. Thì cái cách làm này thì có lẽ là hiệu quả hơn, tại vì các bạn thấy là khi mà chúng ta làm cái mái nhà gì thì nó ngăn mưa, nó không rớt vô được cái liếp, nhưng mà hơi thì nó bốc lên, tại vì chúng ta có cái đường bên trong này, hơi nó bốc nó thốt, thì sau đẩy cỡ chừng mười mấy ngày là các bạn thấy đất là nó khô nhanh lắm, khô nhanh hơn nha. Đây thì các bạn thấy này, phủ chúng ta phải phủ về nha, phủ tới mấy mương về nè, chứ phủ ló ló mà ló cái kiểu này là coi chừng thất bại nha. Đó, thành ra nói chung là thứ hai nữa, tôi có cái hình kia quên rồi, đây đây chỗ này các bạn nhớ cái chỗ này cũng rất là quan trọng nha. Chúng ta nhiều khi chúng ta phủ gốc mà chúng ta chỗ này chúng ta để ra một cái lỗ bự vậy nè, mưa là nó tuột xuống cái chỗ này, nó ớt xuống cái gốc ngay cái trung tâm này, coi chừng cũng thất bại. Nhiều khi nắng để ý nha, thành ra nói chung là ở ngoài tụi ở trong. Còn ở đây các bạn thấy là gì không, đây là cát, cát gọng gọng vậy ha, cắt nghệ, nhưng mà các bạn nhớ là phải phủ cái này cho nó trùng vào bên đây nha, và cắt hết làm sao tức là nước cái độ ẩm làm sao nó không có tăng được cái vùng rễ thì mới được, các bạn nhớ nha. Chứ nhiều khi làm mà không có tới thì cũng được. Thì đây các bạn thấy không, cắt này sau đó cái rễ nó ra rồi. Thì về nguyên tắc là sau khi cắt xong thì cây ra bông ra đàng hoàng thì chúng ta mới lắp cái hộp này lại để cho nó phát triển, năm tới là cắt lại. Nhưng mà hiện nay như tôi nói các bạn, cái kỹ thuật này em chưa có nghiên cứu, chưa có khuyến cáo gì cho dân, kinh nghiệm tôi làm vậy thôi. Mà tôi thì tôi cũng có thấy mấy cái ông ở chỗ cái bè, thì nếu có khoảng cách mà xa mà cắt cái học này nó xa thì chung cũng có hiệu quả, chỉ điều này đúng thôi nha. Thì tại vì các bạn thấy là cái phần cái rễ nó tập trung ở trong này nó nhiều, nó không ảnh hưởng, thành ra là như chỗ này chúng ta cắt thì nó ảnh hưởng thì nó mới có hiệu quả. Thì đây là cái phần đào cắt học hoặc kết hợp với phủ liếp, thì như thế. Thì đó là cái quy trình mà chúng ta làm mà không có dùng thuốc, nên nếu mà chúng ta áp dụng nhiều thôi nha. Rồi thì đó là chúng ta phủ. Còn bây giờ chúng ta kết hợp ta xử lý cái bao clorbutazone, thì như hồi nãy tôi nói đó là chúng ta sẽ phun với cái nồng độ là khoảng 0.1 cho đến 0.15%, thì cái với cái nồng độ đó thì nói chung là được rồi. Nếu các bạn mà phun nhiều quá thì thường cái cây sẽ ra bông nhiều, nhưng mà sao này là thắng hơi bị giống như là bị coi chừng là cháy bố ha. Thành ra là lưu ý, nếu mà phun nồng độ cao mà thường thường có nhiều bà con nói chung đa số thì hình như là xài hơi thắng hơi mạnh hơn tôi khuyến cáo ha. Rồi, thì đó là cái quy trình mà chúng ta phương pháp chúng ta xử lý. Rồi sau đó thì nó nhú mầm, thì nhú mầm thì như cái câu hỏi của cái em này hồi nãy, tức là nếu mưa lọt sọt 10mm ngày thì chúng ta phải cắt phục nha. Thì chúng ta có thể phun cái này cỡ chừng, nói chung là cái nếu mà nồng độ cao thì chúng ta hạn chế phun vô lá, chúng ta phun lên cái mầm thôi. Còn nếu mà mưa nhiều quá nha, mưa mà lớn hơn 35mm ngày thì coi lúc đó là thua trời hại rồi. Thành ra thực sự mà nói là chúng ta xử lý ra bông mà sầu riêng thì nói gì nói chứ cũng phải coi trời coi đất, tức là ngay cái tháng mà mưa dầm, ví dụ như mình chơi mà tháng 10 đó ra bông tháng 10 thì thường thường cũng nên né, chứ lúc mà mưa dầm quá trời mà nó ra bông thì ngay cái khúc này là có nhiều cô này nói là thua, nói chung là khó, chỉ cái nước mà che là thôi chứ không cách nào khác hết được nha. Rồi thì cái mầm những trường hợp này nó ra mà nó đen đen như thế này là thua nha, thành ra nó ra là phải nó nhú ra mà nó phải phát triển lên vậy, chứ còn sau đó mà nó bị đen đen số trắng như thế này là coi như là nó bị ngủ rồi, mắc cỡ rồi, vậy là mắc cỡ rồi. Rồi thì sau đó thì tới cái khúc và đậu trái, thì đây là cái đặc điểm của cái hạt phấn, các bạn thấy là cái hạt phấn của sầu riêng là nó phóng thích ra thành cục như thế này, nó không có ong bướm gì được hết, chuối là dơi ha. Thành ra là cái chuyện mà bụ phấn nhờ dơi là chính. Ở đây là kết quả là phun cái acid boric, thì các bạn thấy là phun nếu mà nồng độ 100 cho tới 150mg thì nó nảy mầm tốt ha. Thì đây các bạn thấy là cái hạt phấn nó nảy mầm như thế này, này coi trên cái kính viễn vọng. Và cái hạt phấn mà như nãy tôi nói đó, mưa đó nó rớt trên cái nướng mà nó loãng nó không nảy mầm được thì coi như thua nha. Rồi còn cái này cái ống phấn, tức là nảy mầm xong cái mọc cái ống phấn, thì với cái nồng độ này cái ống phấn nó mọc cũng nhanh, các bạn thấy là nó mọc nhanh gấp 10 lần so với đối chứng, các bạn thấy không, cái này sữa hạt lép này mẫn thon này có 100 mấy, cái này 900 mấy thì gấp 5-6 lần luôn,
cái tốc độ mà nó mọc. Thành ra là nói chung để mà giúp cho cái hạt phấn nảy mầm và đậu trái tốt thì giai đoạn ra bông thì chúng ta nên phun cái bo, vai trò của bo là rất là quan trọng, nó sẽ hỗ trợ cái đậu trái. Các bạn thấy nó mọc nhẹ nhàng, nó dài hơn. Còn cái kia nếu mà đậu chín thì nó chỉ có khúc vậy thôi, không có gì phát triển được. Và nói chung thì cái hiệu quả của cái chuyện thụ phấn bổ sung thì nãy giờ giống như tôi nói các bạn đó, nếu mà chúng ta không có thụ phấn bổ sung thì đó, trước nhất là cái trái nó méo, nó không có đều, chỉ bán muối thôi. Nhưng mà có lẽ cái vấn đề hết sức quan trọng mà đó cũng là lý do buộc chúng ta phải làm, đó là gì? Nếu mà sầu riêng hầu hết nha, các kết quả nghiên cứu ở bên Thái Lan thì cho thấy là giống món thòn, rồi giống bớt, giống căng dao, rất là nhiều giống luôn. Và nếu mà tự thụ thì đương nhiên là tỷ lệ đậu trái không cao, rồi trái không cân đối lên. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là nó sẽ bị rụng trái non, và nó rụng ở giai đoạn tới cuối cùng ở giai đoạn thu hoạch, có khi là bằng không luôn. Tức là hầu hết các giống sầu riêng ở bên Thái Lan, ở Việt Nam mình thì rất tiếc là thật ra các bạn thì muốn nghiên cứu cái này thì cũng hơi mất nhiều thời gian và cũng hơi bị tốn tiền. Thành ra là tôi chưa có làm cái này, tôi chỉ làm một số cái chuyện về cái rau hoa thôi, chứ vấn đề đậu trái và vấn đề tự thụ hay là vấn đề này thì nói chung là còn cái giống ri sáo thì tôi chưa làm được. Còn cái kết quả mà ở bên Thái Lan mà món thon thì họ ta đã khẳng định là mặc dầu nó không có yêu cầu thụ phấn chéo nhưng mà nó cần phải thụ phấn bổ sung. Tức là về mặt lý thuyết thì các cái giống sầu riêng nó đặc điểm gọi là hiện tượng tự bất tương hợp, tức gọi là cell incompatibility. Tức là nếu mà phấn của nó rớt lên không đậu, phải phấn của hàng xóm mới đậu nha. Thành ra vậy thì nó đòi hỏi phải có thụ phấn chéo mới được. Mà chính vì vậy nó liên quan đến chuyện này, nó liên quan đến cái chuyện là thiết kế cái vườn. Nếu mà chúng ta thiết kế một cái vườn có một giống thôi thì cái chuyện này thụ phấn chéo phải đi mượn phấn của cái bà hàng xóm tuốt bên kia thì cũng ông hàng xóm cũng hơi bị khó lắm. Thành ra là khi mà chúng ta thiết kế cái vườn, tốt nhất là chúng ta nên có sẵn cái ông hàng xóm kém rồi để chúng ta thụ phấn chéo thì nó dễ hơn. Thì cái này như vậy thì nó liên quan lại ngay chúng ta quay lại cái khâu thiết kế vườn ban đầu, tức là phải có hai giống trở lên hoặc là ba giống nên thì như vậy thì đậu trái mới tốt. Cho thành ra cái chuyện mà thụ phấn bổ sung này, ngoài cái chuyện mà trái nó tròn bán được chất lượng mà nó còn liên quan đến năng suất nữa. Nếu ta không có thụ phấn bổ sung thì năng suất sẽ rất thấp. Thành ra cái kỹ thuật bây giờ là gần như là mình đưa vô cái quy trình luôn rồi, bắt buộc. Chứ nếu không bắt buộc thì nó sẽ đậu trái và đậu trái rất là nhiều luôn. Thì cái đây là bên Thái Lan họ thụ nha. Thì các bạn nhớ là thợ 6 giờ chiều thì chúng ta sẽ thụ mấy cái cành nó thấp thì chúng ta mới quét nhẹ được. Và cái này giống như là xin đã có kế hoạch để chúng ta lựa cái chỗ nào mà được thì chúng ta quét còn được thôi, chứ không phải chỗ nào quét gì cho mất công nữa, mất công tỉa. Thì đây là mấy cái cây chổi, mấy cây chổi này để quét đấy, chúng ta có thể là đứng dưới chúng ta quét mình được gần gần cái cành này của Việt Nam đấy. Còn trái mà không thụ phấn thì nó vậy các bạn đấy. Đây còn đây cái thí nghiệm là sữa hạt lép, lấy phấn sữa hạt lép, cái phấn khô qua xanh thụ sữa hạt lép thì cái trái các bạn thấy là 5 hộp vậy, còn cái ông này chỉ có 3 hộp bằng rưỡi thôi. Thì đây là cái kết quả tôi làm thí nghiệm. Rồi còn tiếp theo cái giai đoạn phát triển trái thì đây là cái số liệu của cái sầu riêng sữa hạt lép. Thì nói chung là từ đậu trái đến thu hoạch nó chung khoảng 9 mấy ngày thôi. Thì ở đây thì các bạn thấy là cái trọng lượng cơm mà bắt đầu cỡ 42 ngày nó mới phát triển nha. Thì đây là cái kết quả mà chúng tôi nghiên cứu trên sầu riêng ri sáo. Thì các bạn thấy là kích thước trái thì các bạn thấy 56 ngày thì cái chiều dài trái nó phát triển trước rồi tới chiều rộng. Nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng thì các bạn thấy là cái chiều dài nó cũng tăng trưởng mạnh hơn chiều rộng. Và nói chung thì cái trái mà nó đạt tốc độ tối đa là khoảng giai đoạn 2 tháng đầu thôi, tức là kích thước trái thì phát triển lúc đó. Còn cơm trái thì các bạn thấy là nó sẽ bắt đầu phát triển do vào 42 ngày. Và các bạn thấy không, đây là 42 ngày cơm trái nè nha. Trọng lượng thịt nè ha. Thì nó bắt đầu phát triển và nó tăng trưởng tối đa là 70 ngày. Và chúng ta thấy là thu hoạch 97 ngày. Có nghĩa là các bạn thấy là nếu mà giai đoạn 30 ngày trước cái thu hoạch mà chúng ta không có bón phân thuốc mà nó tăng trưởng thì coi như là cơm nó không phát triển. Còn giai đoạn này vỏ nó phát triển trước nè. Do đó giai đoạn cơm mà nó phát triển rồi mà các bạn vẫn bón phân đạm nữa thì sao? Cái vỏ nó phát triển chứ không phải cơm. Do thành ra là các bạn nhớ bón phân phải tùy theo giai đoạn, nó chỉ có 3 tháng thôi. Thì giai đoạn đầu chúng ta thấy là cỡ tháng đầu nó không có lớn gì hết.
qua tháng rưỡi bắt đầu cơm mới phát triển, và cái kích thước thì nó phát triển tối đa là tới 2 tháng, còn cơm là cỡ 2 tháng rưỡi là đạt tốc độ tối đa. Thì sau cái giai đoạn này thì các bạn thấy là nó chỉ nó tích lũy cái cơm nó phát triển thôi. Mà các bạn nhớ là cơm thì nó cần cái gì nhiều, kali nhiều, phải không? Cho nên thành ra là những giai đoạn mà cơm phát triển mà các bạn tiếp tục cái bọn bón đạm nữa thì nó sẽ cơm nó sẽ không có nặng, không có chất lượng, rất dễ bị nhão. Và cái trái lúc đó thì nói chung thì cái chỗ này á thì người ta gọi là cái từ chuyên môn của dân cây lại gọi là kéo học mà giả đó, tức là cái trái lúc đó không có học, không có cơm mà nhìn thấy nó tròn tròn nó phì, nhưng mà thật sự đó là học giả chứ không phải là học thiệt. Nên thành ra cái chỗ này là chúng ta phải tăng cường cái kali cái khúc giai đoạn này trước giờ này nha, để mà cho nó có cái chất lượng, cái trái nó nặng mà nó chất lượng. Thì đây là cái hình mà chúng tôi ghi nhận được, tức là trước khi đậu trái, không ngày bắt đầu đậu trái nè, 14 ngày, 28 ngày, 42 ngày, các bạn thấy giai đoạn bắt đầu phát triển cơm này thấy chưa? Này 56 ngày, đạt kích thước tối đa, 70 ngày, bắt đầu là cơm là bắt đầu tăng trưởng tối đa. Và chúng ta thấy là tới 84 ngày, các bạn thấy là cái cơm này là cái tuổi, nếu mà nói nôm na, nếu mà nói cơ sầu riêng là chín thì cái này nó cũng đã 8, 8 rưỡi rồi ha. Tới 97 ngày các bạn thấy là cơm nó dần, nói chung là cơm phát triển rất là nhanh chứ không phải là lâu như các bạn nghĩ ha. Rồi thì nói chung thì trong cái kỹ thuật đó thì chúng ta cũng nên đĩa trái, tức là trái mà các bạn nhớ đậu nhiều quá thì cũng tốt, nhưng mà nãy như tôi nói không phải lúc nào cũng đĩa nha, trái nó phải nhiều đủ dư thì mới đĩa. Vậy thì chúng ta nên chừa lại, thì nguyên tắc là chúng ta đĩa cái trái mà có cái cuống, chừa lại cái cuống bự nha, còn cái trái đậu tròn thì chúng ta để, còn cái trái mà nó méo mó thế này chúng ta bỏ nha, còn cái chùm mà thưa quá thì ý dày quá thì chúng ta nên đĩa bớt, ta chừa lại, thì nguyên tắc nó là như vậy. Đây thì các bạn thấy cái này đĩa rồi nè ha. Tới nói chung là tới giai đoạn mà 42 ngày tức là trước 1 tháng rưỡi bắt đầu cơm phát triển, và lúc đó chúng ta phải hoàn thành cái chuyện đĩa, không có để nữa, tức là để lúc đó là sau đó là tỉa là tiếc đó, tại vì lúc đó nó bự rồi mà tỉa thì nó uổng, mà để thì nó sẽ ảnh hưởng. Và nói chung chúng ta gọi là nên là xác định cái số trái là trước 1 tháng rưỡi tức là bắt đầu vô cơm rồi chúng ta lên đấy. Và các bạn biết là cái trái sầu riêng nó phát triển nhanh dữ lắm, nếu mà chúng ta thấy giai đoạn nhất là giai đoạn mà lớn nhanh đó, bắt đầu 42 ngày đó nha, đã lớn phà phà luôn, các bạn thấy là nó thay đổi rất là nhanh luôn, đó chúng ta đã tỉa sớm. Bây giờ thì nếu mà các bạn tỉa trái cuối cùng thì nó như thế này, trái nó đều như thế này nha, nằm chính giữa tán cây thế này, nó mọc đều, không có mọc mà chùm quá nhiều. Thì đây các bạn thấy tỉa xong nó nằm đều đều ra như thế này, tốt. Bây giờ thì cái số lượng trái thì như tôi nói hồi nãy là sầu riêng mỏ thòn ở bên Thái Lan họ khuyến cáo là cỡ 70 trái trên cây cỡ 10-15 năm tuổi, thì một trái 3 kg thì 200 kg một cây thì vừa. Nhưng ngoài Đắk Lắk có nhiều nông dân trồng cây tôi năm đồ chơi 400 kg thầy dữ lắm à, nhưng mà số nó bị ít hơn. Thì các bạn thấy là nếu mà để trái mà chúng ta tỉa mà không có kế hoạch thì chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 như thế này thì cái cành thường thường nó sẽ bị khô, cuối mùa là tiêu luôn, không có thể nào mà nuôi nổi. Còn nếu mà để mấy cành con như thế này thì thường ra cũng hơi dở đấy, hoặc là mấy cái cành mà chúng ta không có thụ phấn bổ sung nó mọc lang thang ngoài này rất dở. Tại vì đây là cái khuyến cáo cái giống sani còn giống mỏ thòn, các bạn thấy là cái cây mới để trái 6-7 năm chỉ 30 trái, sau đó dưới 10 năm thì 50 trái, còn cây 15-20 năm có 70 trái thôi. Thì vậy thì nó dừa, nó vậy thì ăn nó bền. Các bạn nhớ là nếu mà các bạn cây mà để trái quá nhiều rồi nha, đó thì có ai uống rượu chỉnh không? Có không? Uống rượu mà bình thường làm 2 xị mà bữa nay vui quá về làm quất 3-4 xị luôn thì bữa sau thì sao? Bữa sau là thuốc cháo cũng không được nữa, nha. Cây sầu riêng nó cũng vậy, nếu mà để 150 trái là xin lỗi phân bón vô là không hấp thu được, phải là phun qua lá, mà có khi là nói chung là 2 năm sau chưa phục hồi được. Thành ra là để trái rất là quan trọng nha. Thì để nếu mà chúng ta để trái những cái cành như thế này nha, rất tốt. Còn đây mấy cành lóc ốc đang cây mà để nhiều quá thế này chắc chắn là khô cành là chết. Mà như nãy tôi nói là cái cành này phải tạo từ hồi nhỏ, phải không? Mà giờ là mới ăn mùa mà cưa mớ cành thì nói chung ăn được bao nhiêu năm thì hết cành luôn, thì lấy trái đâu trời để nữa đấy, thì lấy để trái mà nó đều đều lang thang, nó đẹp cái bọn chơi một khúc như thế này thì coi chừng hơi bị
này để giúp người cho thôi. Rồi thì chắc có lẽ để nhanh qua cái phần giai đoạn 4.0 thì ở đây thì bắt đầu đổ trái xong thì chúng ta sẽ 4.0 thì 15 đến 20 ngày sau khi đổ trái thì có thể chúng ta sẽ phun canxi bo để chống đụng trái non, và 20-25 ngày chúng ta tỉa trái lần thứ nhất đấy ha. Tức là ta tỉa đầu tiên có thể tỉa vị trí hoặc là tỉa trái méo trước thì sau đó chúng ta mới cố định, rồi 25 đến 30 ngày sau thì giai đoạn này như nãy tôi nói bắt đầu tăng trưởng nè, thì chúng ta có thể bón là phân ba số hoặc là 2:1:1, tức là đạm nhiều chút nếu cây hay xin nha. Và thì liều lượng thì nói chung tùy theo cây thì theo trái, và 40-45 ngày thì chúng ta sẽ tỉa trái lần thứ hai. Và tới giai đoạn mà trưởng thành thì cỡ 2 tháng, chừng thì 2 tháng, tức là chúng ta sẽ phun canxi và chúng ta sẽ bón phân, lúc này là tăng kali lên như nãy tôi nói 2:1:3 nha. Và chúng ta có thể là kết hợp phun cái Cano3 nếu mà cái đi 6, còn nếu mà sầu riêng bón thon thì chúng ta phải thêm một cử phân nữa, tức là 70-75 ngày chúng ta phun cái magie sulfat. Thì cũng nói thêm với các bạn nha, cái sầu riêng bón thon thì chúng ta phải cung cấp canxi và magie ở giai đoạn trái trưởng thành này nha. Có thể các bạn bón sớm cả chừng 50 ngày cũng được, thì nó sẽ hạn chế cái chuyện là sượng cứng cơ nha. Và sau đó thì tới 80-85 thì các bạn biết là sầu riêng bón thon là tới 115 ngày mới thu hoạch. Thành ra cái này 30 ngày trước khi thu hoạch thì chúng ta phải tăng cái kali lên, bón nhiều cái công thức này nha. Và chúng ta phun thêm cái can nổ vàng như vậy thì nó sẽ giúp cho cái trái cơm nó nặng mà chất lượng mà nó không bị sượng. Thì nói chung thì nguyên tắc là các bạn bón phân thì thường thường chúng ta phải canh cái lượng trái và cái cây. Chúng ta thấy nhà có tiền đầu tư chúng ta dùng nhiều quá có khi không tốt nha, ít quá thì đương nhiên năng suất không được nha. Và bón thì chú ý là chúng ta nên chú ý cái canxi, cái bo là những cái chất là không có di động trong cây, thành ra thường thường là chúng ta nên bổ sung thêm. Nhưng mà hiện nay có mấy cái người ở trên mạng hiện nay tôi thấy hỏi rất là nhiều, mà không rồi có mấy cái hình mà tôi có đau về được đó, là cái trái mà nó bị vàng da ở trên, các bạn có theo dõi mấy trên Facebook có thấy không? Thì thật ra tôi nghi hỏi rất là nhiều,